Mày ngồi lại vào đây, con đâu làm gì sai. Ôi ông con trai tôi trông hèn như thằng bố. Mày nhìn mà xem thôi, mẹ đừng càng khịa con. Mà thôi không đùa đâu, lại đây nghe mẹ nói chớ nên nhìn ai rồi châm biếm. Khẩu nghiệp đấy, nghiệp đến toang ngủ. Phải chọn bạn mà chơi vì gân mực thì đen. Con không nên ham vui, không nên bay lạc. Mà nhà mình giàu đâu đủ sao lại được. Thì thôi con chạy chơi đâu, mà con phải nên nhớ chớ nên vì yêu mà ngu ngơ, mà cứ đâm đầu. Hồi xưa khi bố tan mẹ, thật lòng thì là mẹ mày chỉ muốn say bái bái. Ở đâu nhìn thật là quê, mà lại chỉ toàn hay bơm phè. Người đẹp cho anh làm quen cái. Một nàng bao nhiêu, vô giá. Cha ta rất giàu, sao? Tiền này tình này tài này chẳng còn gì ta thiếu đâu. Thế nên hay nói ta nghe, xa rằng nghe mình I love you. Tiền, tiền không có thì là quá phiền. Làm sao để ta kiếm được tiền, bán kem trộn liền. Chiều ta là lúc ta kiếm được tiền nha. Là mẹ đang muốn nói cho tôi con hai tam. Mày ngậm mồm vào ngay quán đấy đi bây giờ. Khi đi chợ không nên ăn mặc diêm dua, nhỡ đâu người ta lại nói thai. Một mớ 20.000. Thích thì mua, còn không thích thì mua. Con nhớ kỹ nha, muốn mua rau phải nhìn thì. Con thích mua thì nhìn gì ạ? Không xuống giá đâu. Vậy thì coi như là mình không còn duyên gặp nhau. Phải thật là tỉnh táo giữa những lời đường mật kia. Mua một bông thì tôi chỉ để có 3 cát thôi. Nếu mua liền 3 bông thì xe. Xe làm sao ạ? Chỉ có 10.000. Úi là khôn như chị của em được cấm ăn lâu rồi. Dạy con ngoan, dù hơi lắm điều. Rằng thì là mà mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Thế nên nhìn mày mần ghét. Thật là mẹ mày tự muốn oi. Đồng đội chơi ngu thì con nên nói rằng đừng buồn vì chuyện này rồi sẽ trôi qua đi rất nhanh. Cố gắng ta sẽ replay, và lần này nhất định sẽ thành công. Ơ có đâu, có đâu. Game gắn tao chơi rất hiền. Đồ họa thì tuyệt vời, còn thời chẳng qua đáng yêu. Thế nên hãy nói tôi nghe, dù có là gái hay trai, dù có ở khắp muôn nơi, năm mới vui vẻ không quạo nha. Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, hãy truy cập vào fanpage của Gunpow để có thể nhận được code game miễn phí nhé.